Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Báo Tiền Phong và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây với thông điệp Vì một Việt Nam xanh, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Trong 5 năm qua, Tỉnh Gia Lai đầu tư trồng mới được hơn 20.000 ha rừng và cây phân tán. Mục tiêu trong 5 năm tới sẽ trồng mới 40.000 ha rừng, nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên gần 48% vào năm 2025. Đã có hơn 200 cây thông được trồng tại lễ phát động chuyến đi thông điệp giấc mơ đại ngàn. Nhân dịp này, các đơn vị đã tài trợ cho tỉnh Gia Lai số tiền 1,3 tỷ đồng để trồng cây gây rừng. Tỉnh Gia Lai cũng có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương triển khai trồng cây, trồng rừng trong năm 2021.